truyện Giật Giấc Má của tác giả Phan Đức Nam. Cứ 2 năm một lần, đất Thăng Long lại tưng bừng mở hội vật toàn quốc. Nhiều đô sừng sỏ đứng đầu các tỉnh thành rủ nhau đổ về kinh đô thi tài để tranh chức vô địch. Hội vật có khi kéo dài cả tháng, người người nô nức theo dõi các trận đấu, đoán non đoán già ai sẽ là tân vô địch. Đô nào nắm vững đai vô địch liên tiếp 3 kỳ, tức 6 năm, được phong là đại vô địch. Thế mà thời ấy có đô vật Lê Hổ liên tiếp nắm giải suốt 4 kỳ, phá kỷ lục từ trước đến giờ. Ông hầu như không có đối thủ, được giới anh hùng tặng danh hiệu Voi Chảy. Về võ nghệ và binh khí, đứng đầu là cụ Chép Vàng Phan Bá Dường. Nhưng riêng môn vật thì phải là cụ Voi Chảy Lê Hổ. Một phần ông quá to lớn, cao thước chính, nặng trên 100 kg, sừng sững như voi. Voi Chảy đã tấn trụ thì chẳng ai nhấc lên nổi. Còn ông thì bốc cả đô vật người Pháp ném như ném ngoé. Đến năm Lê Hổ ngoài 40, ông mới thôi lên đài, nhường giải cho các đô trẻ. Ông được mời làm chủ khảo chấm điểm các cuộc thi vật quan trọng. Đô vật trẻ vật giải tiếp sau đại vô địch Voi Chảy không ai khác hơn là học trò của ông, tên Lò Văn Sáng. Từ khi cha nuôi mất, Lò Văn Sáng xuống núi tìm về gia đình họ hàng. Sáng có sức khỏe, nhanh nhẹn, giỏi săn bắn, nhưng chưa được học võ nghệ nên không phải là đối thủ của các đô vật. Một hôm, cụ Voi Chảy có việc qua Nam Định, đúng dịp mở hội, cụ ghé vào xem thi vật tay và chạy nhanh. Lò Văn Sáng lập tức được cụ Voi chú ý. Chà, giờ mới gặp được chàng trai nhanh nhẹn và có sức dốc dẻo dai như thế này đây. Thế là cụ Voi Chảy nhận Sáng làm đệ tử. Như rồng thêm cánh, và năm sau cậu học trò cưng của cụ Voi Chảy trở thành đô vật lừng danh. Lò Văn Sáng liên tiếp giữ đài vô địch 3 kỳ, được giới ái mộ gọi là ngựa lòng, xếp hạng thứ 3 trong các đại vô địch thời bấy giờ. Chép Vàng Voi Chảy ngựa lòng. Lúc ngựa lòng đã thành danh rồi thì Bạc vẫn còn đang theo học cụ Chép Vàng. Thời gian này Bạc đã lén ông nội đi vật ở nhiều nơi và vật được nhiều giải lớn. Các anh hùng đều lắng nghe và theo dõi thành tích của nhau. Tuổi Lò Văn Sáng hơn Bạc đúng 1 giáp. Cả hai đang ở độ sung sức. Từng nghe danh nhau nhưng chưa có dịp gặp. Không nói ra nhưng cả hai đều ngầm hẹn thi tài tại hội vật Thăng Long sắp tới. Khi Bạc thành tài, được ông nội cho về. Ngày Bạc cưới vợ, có nhiều anh hùng tứ xứ đến dự chung vui. Cụ Lê Hổ là bạn thân của cụ Phan Bá Dường, nên đám cưới không thể thiếu thầy trò cụ Voi Chảy. Đây là lần đầu tiên hai anh hùng trẻ tuổi gặp nhau. Bạc ra tận cửa đón chào cụ Voi Chảy và ngựa lông. Bạc chắp tay nói với Lò Văn Sáng. Nghe danh anh đã lâu, nay em mới hân hạnh được gặp. Sáng vốn nghiêm nghị ít nói, thế mà hôm nay cũng vui vẻ đùa. Tôi cũng nghe danh chú tuổi trẻ tài cao, năm tới nhất định chú phải lên kinh đô để tôi giao giải nha. Sau đó vài tháng, dịp ông Nguyễn Trường Tộ du học bên Pháp về, dâng lên vua từ Đức 11 bản điều trần đề nghị cải cách chấn hưng đất nước. Bọn quan lại ngu dốt trong triều sợ vua tin dùng ông, liền dèm pha lại du cho Nguyễn Trường Tộ nói chuyện quan đường và ngã theo bọn dị giáo. Nguyễn Trường Tộ uất ức uống thuốc độc chết.
để tỏ lòng trung thành. Lò Văn Sáng lúc đó đang làm quan đô quý, thường đi lại và ngưỡng mộ trí tuệ Nguyễn Trường Tộ. Sau cái chết của họ Nguyễn, Lò Văn Sáng rất đau lòng và tức giận. Ông bí mật gửi thư cho các anh hùng tráng sĩ thân quen, ngầm hẹn nhân dịp Thăng Long mở hội vật sẽ kéo về bất ngờ giết bọn tham quan để trả thù cho Nguyễn Trường Tộ. Chẳng may việc này lọt vào tay bọn gian thần, chúng lo sợ bàn nhau cho người lén bỏ thuốc độc hãm hại đô quý Lò Văn Sáng trước khi hội vật mở. Cái chết bất ngờ của Ngựa Lồng làm nhiều người thương tiếc và phẫn nộ. Năm ấy triều đình ngưng mở hội thi vật võ để đề phòng giới anh hùng tụ tập gây biến động. Năm sau hội vật mới được mở lại, do không còn Ngựa Lồng nên Bạc vật giải vô địch không mấy khó khăn. Bạc nói với anh em bạn bè rằng: nếu còn Ngựa Lồng, giải này chưa chắc đã về ta. Rồi nêu lý do bận việc nhà quyết không nhận chức quan võ đô quý. Lúc trở về, Bạc và anh em ghé Nam Định thăm gia đình Lò Văn Sáng. Ông quàng đai vô địch trước bài vị Ngựa Lồng thắp nhang khấn: tiếc rằng anh em ta không được gặp nhau như lời hẹn, nhưng em đã mang đai vô địch về cho anh đây. Anh có linh thiêng xin phù hộ cho chúng em trừng trị bọn tham quan hiểm độc. Lúc ấy trời đã chiều, gia đình Ngựa Lồng cùng với hảo hán Nam Định bày tiệc mời anh em Thái Bình ở lại uống rượu. Anh hùng hảo hán lâu ngày gặp nhau rượu tràn như suối, quá nửa đêm mới giải tán. Bạc lui về phòng, ông nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, nửa vui nửa buồn, lòng thao thức mãi. Đang thiêu thiêu ngủ, Bạc bỗng nghe có tiếng văng vẳng bên tai: xin chào tân vô địch. Bạc giật mình ngồi dậy, một ngọn gió lạnh len nhanh vào khe cửa, thổi tắt ngọn bạch lạp. Rồi giọng nói lúc nãy lại vang lên, lần này Bạc nghe rõ mồn một: đừng sợ, ta là Ngựa Lồng đây. Tuy đã chết, nhưng ta vẫn nhớ lời hẹn xưa. Từ lâu, ta vẫn muốn vật thử với chú Dài Keo. Chú nghĩ thế nào? Bạc rùng mình nổi cả da gà, nhưng ông vốn gan dạ, bình tĩnh đứng dậy: vâng, em xin sẵn sàng, nhưng vậy mời chú em theo ta. Tiếng nói lại vang lên. Thêm một cơn gió mạnh, cửa bật mở như có ai rút then cài. Bạc nhìn ra sân, thấy thấp thoáng một bóng trắng, dáng vẻ đúng là Ngựa Lồng. Cái bóng ấy vẫy vẫy tay. Bạc tò mò bước ra và dương mắt nhìn. Có phải? Bóng trắng gật đầu. Hồn phách hợp nhau thì âm dương vẫn có thể gặp. Chú theo ta. Rồi lơ lửng đi trước, chân hầu như không chạm đất. Bạc vội vã bước theo, người và bóng đi một lúc đến nghĩa trang. Bóng ma Ngựa Lồng dừng lại, gương mặt mờ mờ, miệng mỉm cười. Sẵn sàng chưa? Bạc gật. Thế là người với ma quần thảo dưới vành trăng non lưỡi liềm đầu tháng. Mãi đến canh năm gà gáy rộ, vẫn chưa phân thắng bại, bóng ma Ngựa Lồng dừng lại nói: giỏi lắm, sắp sáng rồi ta phải đi, mai lại đấu tiếp nhé. Bạc gật đầu, thấy cũng mệt lắm rồi, chưa bao giờ ông lại đấu một trận kỳ dị và lâu đến như thế. Bạc nhìn theo bóng ma dần tan trong làn sương, rồi nhanh chóng trở về. Đến nhà, em trai là Phan Khắc Tiệp cùng các bạn mừng rỡ chạy ra đón. Tiệp hỏi: đêm hôm anh đi đâu thế? Chúng em tìm mãi đó. Bạc lắc đầu mệt nhoài, người đẫm mồ hôi. Ông cởi áo lao mình, rồi lăn ra chiếu ngủ mê mệt. Mãi quá trưa, Bạc mới dậy, ăn hẳn một con gà luộc và đĩa xôi lớn, rồi thong thả kể cho mọi người nghe chuyện đêm qua. Ai cũng thấy làm lạ. Tiểu suy nghĩ một lúc rồi nói: vật với ma làm sao mà thắng được? Vật những mấy tiếng đồng hồ,
sức đâu mà chịu nổi. Đêm nay em đừng có đi. Bạc lắc đầu. Đã hẹn rồi, Giật với Ngựa Lòng ta học được nhiều điều. Tối ấy, Bạc đi ngủ sớm để dưỡng sức. Anh em bạn bè đông nao không ngủ được, rủ nhau ngồi uống trà, chờ ở nhà ngoài. Đúng nửa đêm, Bạc ngồi bật dậy, mặc áo bước ra, mắt nhìn thẳng không chớp, đi như người mộng du. Anh em nhìn nhau, chưa ai dám đi theo. Tiệp nhíu mày, nói nhỏ với các bạn. Hay, đâu phải có quản sới chứ. Các anh ngồi đây để mình tôi rình theo. Dễ gì có dịp được xem người đấu với ma. Rồi nhanh chóng lẻn theo bóng Bạc, nhưng cố giữ khoảng cách xa để anh không biết. Tiệp nghĩ, chắc hồn ma cũng biết mình theo quá. Rồi lẩm bẩm. Anh Ngựa Lòng ơi, cho phép em làm quản sới nha. Tiệp núp sau ngôi mã lớn, nhìn ra khoảng gò trống giữa nghĩa trang, cũng thấy nhơn nhợn. Thấy mỗi mình Bạc đứng dưới ánh trăng, chắp tay như thi lễ với ai, rồi thủ thế, quàng qua, sang lại, vòng tay quàng người, điệu bộ đúng là đang giật. Lạ thật, Tiệp nghĩ, có lẽ ta không hợp, hay là hồn ma không muốn cho ta thấy. Nhưng Tiệp vẫn yên lặng theo dõi, bụng nghĩ. Anh Bạc gan và khỏe thật, nhưng giật từ canh một đến canh năm như thế thì kiệt sức mất. Cũng như đêm qua, Bạc giật với hồn ma Ngựa Lòng cho đến lúc gà gáy rộ. Chỉ nghỉ ba chập, mỗi chập vài phút. Khi Tiệp thấy anh dừng lại và cung tay thi lễ, bèn vội vã lui trước. Đến nhà, Tiệp dặn anh em còn thức, mau đi nằm, giả vờ ngủ. Chập sau Bạc về, người phờ phạc hơn đêm trước, mồ hôi toát ra như tắm. Bạc đảo mắt nhìn qua các chiếu, nhếch mép cười rồi lăn ra ngủ. Quá ngọ, Bạc mới dậy, hối dọn cơm vừa ăn vừa hỏi Tiệp. Đêm qua chú theo ta rình xem phải không? Tiệp gật đầu cười. Ồ, sao anh biết? Hồn ma Ngựa Lòng mách. Ngựa Lòng nói, nếu không phải là anh em ta thì đã đánh què rồi. Đêm nay chú không được theo nữa nhé. Thế vẫn chưa phân thắng bại à? Chưa. Anh chịu thua cho xong. Ngựa Lòng chỉ còn hồn, xác đã mất thì làm sao lắm lưng được. Em thấy anh hai hôm nay thần sắc phờ phạc lắm rồi, giật với người âm mãi, e có hại đó. Bạc gật đầu cười. Trót rồi, giật đêm nay nữa thôi, bởi anh ấy cũng thích đấu. Tối ấy, Bạc lại ngủ sớm để lấy sức. Chờ Bạc ngủ xong, Tiệp kéo bạn bè ra sân bàn soạn. Hơi, mình phải ngăn keo giật này mới được. Kỳ quái quá à, kéo nguy cho anh Bạc. Một cụ lớn tuổi góp ý. Tôi nghĩ, nên giết còn cho mực, lấy máu bôi vào gấu quần và tay áo anh Bạc. Ác hồn ma phải sợ mà, không rủ giật nhau nữa. Riêng anh Bạc sẽ không để ý, vì quần áo anh ấy màu nâu, lại giữa đêm tối. Mọi người tán đồng, thế là họ nhanh chóng thi hành. Đêm ấy, Bạc lại giật dậy, như có ai lai gọi, hấp tấp mặc quần áo rồi bước ra cửa. Tiệp và bạn bè vẫn còn thức, ngồi im lặng nhìn nhau. Tiệp chần chừ, đang định lẻn theo thì Bạc bất ngờ quay ngược về nhà. Bạc đảo mắt long lanh, hầm hầm quát hỏi. Sao dám bôi máu chó vào quần áo ta? Cả bọn riêu riếu sợ hãi. Tiệp biết hồn ma đã mắt, liền đứng lên nhận. Tại em thấy anh mệt lắm đây. Lão, Bạc quát mắt, mày có biết Ngựa Lòng bảo gì ta không? Rằng, sao hôm nay chú lại bôi máu chó? Sợ rồi chắc? Ta ngỡ ngàng, vội cởi áo quần ngoài, rồi nói, xin lỗi anh, em thật không biết, để mai em sẽ trừng trị cái thằng nào phá đám. Ngựa Lòng lùi xa ra. Thôi, không giật nữa, người chú đã hôi máu chó rồi thì ta chịu. Không hơn thua nhau nữa, đấu cho vui đấy thôi,
Về đừng hụt hạt anh em đấy nha. Cho ta gửi lời chào. Kể xong bạc nhìn Tiệp. Nếu không có lời ngửa lòng, ta đã giả cho chú một trận rồi đó. Nói xong bỏ đi ngủ. Sáng mai, bạc làm mâm cơm mặn, đích thân bê ra mộ ngửa lòng. Ông mang cả đai vô địch quàng lên bia mộ, lẩm bẩm. Em mang đai vô địch về dân anh đây. Mọi người vẫn nhớ đến anh. Bỗng một cơn gió mạnh ào qua, lá vàng bay lả tả. Một chiếc lá đậu ở trên vai bạc. Ông nghe văng vẳng tiếng thì thầm. Cảm ơn chú. Ta có đai của ta. Chú có đai của chú. Phù du cả. Thank you.